Thầy chào tất cả các em. Chúng ta lại tiếp tục đến với cái câu hỏi có cái mã đề là DT.0070. Đây là câu hỏi do thầy biên soạn. Đề bài của chúng ta như sau này. Cho hàm số y bằng fx có đạo hàm là f(x), cho biết dạng biểu thị hàm số y bằng f(x) như hình bên, thì hàm số y bằng fx là hàm số nào trong bốn đáp án sau đây? Chúng ta nhìn vào hình vẽ thì chúng ta sẽ thấy là đây là một cái hàm bậc 3, đúng không nào? Và nó không cho một bất cứ một cái dữ kiện nào cụ thể cả, nó chỉ cho biết chúng ta hình dạng, tức là cái dáng của đồ thị và cái điểm này. Thì chúng ta sẽ có mấy cái đặc điểm mà thầy đã dạy các em rồi, đúng không? Ở đây thứ nhất là cái đồ thị này nó đang đối xứng nhau qua cái trục y này, như vậy là cái thằng đồ thị này nó biết b rồi. Thứ hai là a đây làm sao đây, à góc phần thức số 1 này, a dương đúng không? Vậy là khi cái đồ thị này ở đây nó lại cắt cái hàm trục OX này của chúng ta là 3 điểm. Tức đây mình hiểu là gì? Là f(x) ta bằng 0 thì nó có 3 nghiệm tất cả. 3 nghiệm tức là đây là nó có 3 cực trị. Và 3 cực trị thì chắc chắn là nó là phải có cái dạng là V kép hoặc là chữ M. Còn tùy nhé. Tức là V kép chữ M tức là ở đây mà chúng ta để ý này, đây này, cái hệ số tự do của nó lại đi qua điểm 0 này. Thì có nghĩa là cái khi chúng ta không để x lên ý, tức là chúng ta mà chúng ta nằm nguyên hàm lên ý, thì cái hệ số chỗ mà cx của chúng ta là bằng 0 rồi. Thế đấy, thế như vậy là nó vừa quyết b lại vừa bị cái thằng này của chúng ta nó vừa quyết mất cái hệ số x bình và hệ số bộ x, nên vậy là cái đồ thị mà sau khi nguyên hàm lên ý, nó là một cái hàm bậc 4 trùng phương mà chúng ta vẫn hay đặt ở cái dạng là y bằng ax mũ 4 cộng với bx bình phương và cộng với c. Thế bây giờ làm sao để chúng ta có thể là ra được cái kết quả của cái đáp án mà người ta cần tìm? Như vậy chúng ta nhìn nhanh là chúng ta sẽ loại đi cho thầy hai cái hàm bậc 3. Cũng lưu ý các em là chúng ta phải đọc đề rất là cẩn thận, vì thầy biết rằng là có tới 50% các bạn khi làm cái câu này thì đều cứng nhìn cái hình trước và thì nhìn thấy ôi đây rồi, đây phải nhìn thế này, phải x 3 trừ 3x và điền liên hệ ngay các kết quả bài toán này, mà không biết rằng là chúng ta đã bị lừa một vố rất là đau vì chúng ta không đọc kỹ cái đề bài người ta yêu cầu. Nên là thầy vẫn cảnh báo các em là cần phải hết sức tinh ý trong việc đọc đề của mình. Còn quay lại với bài toán của chúng ta thì chúng ta còn hai cái kết quả là bậc 4 luôn. Như vừa rồi thầy phân tích rồi thì đây là một hàm bậc 4 trùng phương vì cái giá trị này, cái hệ số tự do của cái thằng hình vẽ hình bậc 3 này nó bằng 0 thì nó bị khuyết mất. Và hai nữa cái hình dáng của đồ thị này nó là đối xứng nhau y nên nó bị khuyết mất hệ số của phần x mũ 3 đấy. Tức là nó bị khuyết mất cái thằng hệ số của phần x bình đối với thằng mũ 3 nhé, như khi mình nguyên hàm lên ý, vào 4 ý, thì nó là x mũ 3 đó. Thế bây giờ chúng ta để ý này, cái dạng này thì chắc chắn là nó cắt 3 điểm nên nó phải là dạng chữ V kép với A dương đúng không? Đây A dương thì sau khi nguyên hàm lên thì cái dấu của A nó không hề thay đổi cả, nên để thầy biết chắc chắn là kết quả ta phải y bằng x mũ 4 trừ đi 3 x bình phương, tại vì đây cái dạng này là chính là dạng chữ V kép đúng không? Vì sao nhỉ? AB trái dấu này, A1 B3 B trừ 3 trái dấu và A dương hướng lên đúng không? Với kép. Còn cái thằng bậc 4 này của chúng ta đây là một cái thằng là có dạng là chữ U, tức là gì? AB cùng dấu và A dương hướng lên. Đối với bài toán này thì chúng ta chỉ có cách là chúng ta sẽ tư duy kiểu này, vì không thể dùng máy tính ở trong cái trường hợp này được, tại vì lý do là đề bài người ta chỉ cho biết hình dáng của đồ thị, không hề cho các số liệu cụ thể để chúng ta tìm được chính xác. Nên là những cái tư duy ra được hình bằng cách là tư duy suy luận ấy, là rất là cần thiết. Nên là thầy cũng rất là mong các em mà chưa hiểu thì cố gắng xem đi xem lại và làm đi làm lại các bài cũng như là xem các clip của thầy nhiều hơn và có sự tổng hợp để chúng ta có thể là nắm được cái hồn hay cái tinh túy nhất của cái cách nhận dạng đồ thị. Những bài toán này thực tế là rất là dễ, chỉ mất khoảng độ như thầy làm chỉ mất khoảng độ 5 giây thôi. Hy vọng là các em đã hiểu hơn về những cái loại bài toán này và
Hẹn gặp lại các em ở những cái câu hỏi tiếp theo với những phần giải đáp tiếp của thầy.